Xin chào. Và bây giờ mình sẽ vào trận chơi và lên nhé. Mời các bạn hãy theo dõi video của mình và nhớ đăng ký kênh cho mình để xem tiếp tục xem các video mới nhé. Mình mới tập chơi thôi các bạn ạ, nên là có khi là vẫn có những điều mà chưa thể nào làm được, nên mong các bạn có thể thông cảm qua bộ video của mình. Đây mình sẽ bắt đầu lên đồ. Rồi ok. Bắt đầu chiến nhé. Mình sẽ đi vào mic. Ok, hai nó. Ôi giời, thôi. Đây rồi, mình sẽ diệt nốt con này. Ok, một trợ thôi. Mình lại tiếp tục vào mic. Bốn tên rồi các bạn ạ. Vậy đó. Thôi.
mẹ em ơi. Mình sẽ đi giết thằng kia. Ok, hay lắm, mic đây. Oh, thằng Triệu Vân này không tốt. Ok, con bướm kia ta sẽ phải lấy mạng nó. Thôi. Triệu Vân nó KF nhiều lắm. Ui, thôi, bịt mẹ. Đánh nó hai nhá. Thank you.
Ok, mình sẽ lên một giáp nữa. Yeah.